ấy nhầm chị là em. Nhưng tại sao chị vẫn làm như vậy? Chị yêu anh ấy. Anh Huy, em là Linh, là cô gái mà. Anh nhớ mà. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống của anh ý nghĩa như lúc này. Có em rồi, anh không cần phải tìm kiếm gì nữa. Ở bên anh, em cảm thấy thật bình yên. Vậy là mình đi bầu trắng chơi đi. Mùa này á, sang ở đầy bào luôn, đẹp lắm. Anh sẽ nắm chặt tay em đến hết kiếp này. Xin lỗi em, đúng ra mình không nên đến đây. Em đã luôn dõi theo bóng mình anh, nhưng tại sao anh không thể cảm nhận được em? Tại sao chỉ làm đó với em? Chỉ là anh yêu em mà. Chạy đi, chạy đó, chạy đi em. Sẽ cưới em.